Sajari chương 7. Phải có lòng nhân ái. Trong năm thứ tư đời vua Dashik, vào ngày 4 tháng 9 gọi là tháng Kích Lê, chú phán cùng Sajari thành Bê Tên Sai Sarese Regemelech và những người khác đến hỏi Chúa một việc. Họ đi đến các nhà tiên tri và các thầy tế lễ phục vụ trong đền thờ Chúa toàn năng. Họ hỏi: suốt nhiều năm qua, cứ đến tháng 5 mỗi năm chúng tôi cử ăn và buồn rầu. Chúng tôi có nên tiếp tục làm như thế nữa hay không? Chúa toàn năng phán với tôi như sau: hãy bảo các thầy tế lễ và toàn dân trong xứ, trong suốt 70 năm qua các ngươi cử ăn và khóc lóc trong tháng 5 và tháng 7 mỗi năm, nhưng có phải các ngươi làm những điều ấy chỉ riêng cho ta sao? Các ngươi ăn uống là vì chính mình thôi. Chúa đã dùng các nhà tiên tri trước đây để phán những lời như thế. Khi Jerusalem và các thị trấn chung quanh đang hòa bình và thịnh vượng, lúc dân chúng sống trong vùng miền Nam và miền đồi núi phía Tây, Chúa lại phán như sau cho Sajari. Chúa toàn năng phán: hãy làm điều phải và chân thật, hãy tỏ lòng nhân từ đối với nhau, đừng làm hại cô nhi quả phụ, khách ngoại kiều và người nghèo khó, đừng tính chuyện ác cho người khác nhưng họ không thèm nghe. Họ ương ngạnh và không muốn nghe nữa, họ cứng lòng như đá và không muốn nghe lời giáo huấn của Chúa toàn năng, họ không muốn nghe lời Ngài phán qua Thánh Linh, qua các nhà tiên tri thời xưa. Vì thế Chúa toàn năng rất tức giận khi ta gọi, họ không thèm trả lời, cho nên khi họ kêu ta cũng chẳng thèm nghe. Chúa toàn năng phán vậy: ta phân tán họ ra như giông bão đến các xứ mà họ không hề biết. Mảnh đất xinh đẹp của họ điêu tàn đến nỗi không có ai ở. Họ đã khiến đất tốt đẹp ra điêu tàn. Sajari chương 8. Chúa sẽ ban phước cho Jerusalem. Chúa toàn năng phán như sau: đây là lời của Chúa toàn năng. Ta rất yêu Sion, tình yêu của ta đối với nó như lửa nung nấu trong lòng ta. Chúa phán: ta sẽ trở lại Sion và cư ngụ tại Jerusalem. Thành ấy sẽ được gọi là thành chân thật, và núi của Chúa toàn năng sẽ gọi là núi thánh. Đây là lời Chúa toàn năng phán. Những ông già bà cả sẽ lại ngồi dọc theo các đường phố Jerusalem, mỗi người mang theo một cây gậy để chống đi vì già nua. Phố xá sẽ đầy dẫy các trẻ nhỏ, cả trai lẫn gái nô đùa vui chơi. Đường phố sẽ vang tiếng cười đùa. Chúa toàn năng phán như sau: những người còn sống sót sẽ cho rằng việc đó khó có thể xảy ra, nhưng đối với ta không có điều gì khó cả. Chúa toàn năng phán như vậy. Đây là lời Chúa toàn năng phán: ta sẽ giải cứu dân ta từ các nước đông và tây. Ta sẽ mang họ trở về sống tại Jerusalem. Họ sẽ làm dân ta, còn ta sẽ làm thượng đế trung tín và công bình với họ. Chúa toàn năng phán như sau: hãy chịu khó làm việc. Hỡi các ngươi là những người nghe lời này hôm nay, từ miệng các nhà tiên tri khi nền của nhà Chúa toàn năng được đặt. Trước thời điểm đó, dân chúng không có tiền thuê người hay thú vật. Người ta không thể đi lại an toàn. Ta đã khiến cho các láng giềng thù nghịch nhau, nhưng nay thì khác, các dân còn sót lại sẽ không gặp cảnh ấy nữa. Chúa toàn năng phán vậy. Họ sẽ gieo hột và hột sẽ nảy nở mạnh. Dây nho sẽ ra trái, đất sẽ sinh sản hoa màu và mưa sẽ rơi xuống. Ta sẽ ban những điều đó cho dân còn sót lại. Hỡi Juda và Israel, tên ngươi trước kia đã được dùng làm lời nguyền rủa giữa các dân tộc khác.
nhưng ta sẽ giải cứu ngươi và ngươi sẽ trở thành nguồn phước. Cho nên đừng sợ, hãy cầm cuồng. Chúa toàn năng phán như sau: khi tổ tiên các ngươi chọc giận ta định trừng phạt các ngươi. Ta không đổi ý, Chúa toàn năng phán. Nhưng nay ta sẽ làm khác. Ta sẽ tỏ lòng nhân từ cùng Jerusalem và Juda. Cho nên ngươi đừng sợ. Đây là những điều ngươi phải làm. Hãy nói chân thật cùng nhau. Nơi tòa án hãy dùng sự chân thật và lẽ công bằng mà phân xử. Đừng âm mưu hại người láng giềng mình và cũng đừng hứa dối. Ta ghét những điều đó, Chúa phán vậy. Rồi Chúa toàn năng phán với ta lần nữa. Đây là điều Chúa toàn năng phán: những ngày đặc biệt mà ngươi cử ăn trong tháng 4, tháng 5, tháng 7 và tháng 10 sẽ trở nên những ngày lễ hân hoan, vui mừng trong Giu-đa. Nhưng ngươi phải yêu mến chân lý và hòa bình. Chúa toàn năng phán như sau: dân chúng từ nhiều thành phố sẽ lại đổ về Jerusalem. Dân thành này sẽ bảo dân thành nọ: chúng ta sẽ cầu nguyện cùng Chúa và xin Chúa toàn năng cứu giúp. Hãy đến và đi chung với chúng tôi. Nhiều người và nhiều dân tộc hùng cường sẽ đến thờ lạy Chúa toàn năng ở Jerusalem và cầu nguyện cùng Ngài. Chúa toàn năng phán như sau: lúc ấy, 10 người đàn ông sẽ đến níu áo một người Giu-đa bảo rằng: hãy cho chúng tôi đi với anh, vì chúng tôi nghe Thượng Đế ở cùng anh. Sa-cha-ri, chương 9. Trừng phạt các kẻ thù của Israel. Đây là lời Chúa phán, lời Chúa nghịch cùng đất Ha-đơ-sắc và thủ đô Đa-mách của nó. Không phải chỉ có các chi tộc Israel là biết Thượng Đế mà thôi đâu. Mọi người đều hướng về Ngài để xin giúp đỡ. Lời này cũng nghịch lại thành Hamat trên biên giới của Ha-đơ-sắc và nghịch lại thành Tia và Sidon. Dù dân cư các thành ấy giỏi giang đi nữa, thành Tia đã xây tường vững chắc cho mình. Nó thu bạc nhiều như bụi cát và vàng nhiều như bùn ngoài đường. Nhưng Chúa sẽ tước đoạt những gì nó có và ném tài sản của nó xuống biển. Thành đó sẽ bị lửa tiêu hủy. Dân thành Ách-kê-lôn sẽ nhìn thấy và đâm ra sợ. Thành Gaza cũng run rẩy và dân Ách-rôn sẽ hết hy vọng. Sẽ không có vua nào còn sót lại trong Gaza và sẽ không còn dân cư trong Ách-kê-lôn nữa. Dân Ách-đốt sẽ không biết cha mình là ai. Ta sẽ tiêu diệt người Philistin kiêu căng. Ta sẽ ngăn không cho chúng ăn thịt cùng với máu hay dùng thức ăn bị cấm. Những kẻ còn sống sót sẽ thuộc về Thượng Đế. Họ sẽ làm các lãnh tụ trong Giu-đa và Ách-rôn sẽ như dân Giê-bu-sít. Ta sẽ bảo vệ đền thờ ta, không cho đạo quân nào vào ra. Không ai làm hại dân ta nữa, vì nay ta đang trông chừng họ. Vua tương lai, hãy vui lên hỡi dân cư Si-ôn. Hãy reo mừng lên hỡi dân Giê-ru-sa-lem. Vì vua ngươi đang đến cùng ngươi. Ngài làm điều công chính và là đấng giải cứu. Ngài hiền hòa và cởi lừa trên lưng lừa con của lừa cái. Ta sẽ cướp lấy xe cộ khỏi Ép-ra-im và ngựa khỏi Giê-ru-sa-lem. Những cây cung dùng trong chiến tranh sẽ bị bẻ gãy. Vua sẽ nói với các dân về hòa bình. Nước Ngài sẽ chạy từ biển này sang biển kia và từ sông Ơ-phơ-rát đến tận cùng quả đất. Chúa sẽ cứu dân Ngài, còn như ngươi Si-ôn vì huyết của giao ước với ngươi. Ta sẽ giải thoát các tù nhân ngươi ra khỏi hầm nước. Các tù nhân ngươi có hy vọng và sẽ an toàn trở về nơi ngươi. Hôm nay ta bảo ngươi rằng, ta sẽ trở lại cùng ngươi. Ta sẽ dùng Giu-đa như cung và Ép-ra-im như tên. Hỡi Si-ôn, ta sẽ dùng các ngươi để đánh người Hy Lạp. Ta sẽ dùng ngươi như gươm của chiến sĩ. Rồi Chúa sẽ hiện ra trên họ. Ngài bắn tên như chớp. Chúa là Thượng Đế sẽ thổi kèn và Ngài sẽ đi ra trong cơn giông tố của miền Nam. Chúa toàn năng sẽ bảo vệ họ. Họ sẽ dùng ná tiêu diệt kẻ thù. Họ sẽ uống máu và la lối như kẻ say rượu.
họ sẽ no nê như cái chén dùng để rưới huyết nơi các gốc bàn thờ. Trong ngày đó, Chúa là Thượng Đế sẽ giải cứu họ như người chăn cứu đàn chiên mình. Họ sẽ chói sáng trong đất mình như những hạt kim cương đính trên mão triều. Họ sẽ vô cùng xinh đẹp. Các thanh niên sẽ sung sức nhờ ngũ cốc và các thiếu nữ mạnh dạn nhờ rượu mới. Zacharia chương 10. Lời hứa của Chúa. Hãy xin Chúa ban mưa trong mùa xuân. Chúa là đấng làm ra sấm sét. Ngài ban mưa rào và ban đồng ruộng xanh tươi cho mỗi người. Các tượng chạm nói dối, các thầy bói thấy dị tượng giả và thuật lại chiêm bao bị đặt. Niềm an ủi của chúng không có giá trị gì, cho nên dân chúng như chiên lạc. Họ bị ức hiếp vì không có kẻ chăn. Chúa phán, ta rất bất bình về các người chăn. Ta sẽ trừng phạt các lãnh tụ. Ta, Chúa toàn năng, lo cho bầy chiên ta, tức dân Giu-đa. Ta sẽ khiến họ như những con ngựa thiện chiến kiêu hãnh của ta. Từ Giu-đa sẽ xuất hiện một viên đá nền, một cây cọc lều, một cây cung chiến trận và mọi quan cai trị. Họ sẽ cùng nhau ra trận như các chiến sĩ xung phong qua các phố phường lầy lội. Chúa sẽ ở với họ, cho nên họ sẽ đánh thắng các lính cưỡi ngựa. Ta sẽ thêm sức cho dân Giu-đa và giải cứu dân Giô-sép. Ta sẽ mang họ trở về vì ta lo lắng cho họ. Ta sẽ đối với họ như thể ta chưa hề rời bỏ họ, vì ta là Chúa, Thượng Đế của họ. Ta sẽ đáp lời họ. Dân Ép-ra-im sẽ mạnh mẽ như các chiến sĩ. Họ sẽ vui mừng như sâu khi uống rượu. Các con cái họ sẽ thấy và hứng hở. Chúng sẽ vui vẻ trong Chúa. Ta sẽ gọi dân ta nhóm họp họ lại. Ta sẽ giải cứu họ. Họ sẽ gia tăng dân số như trước kia. Ta đã phân tán họ giữa các dân. Nhưng họ sẽ nhớ đến ta từ những xứ xa xôi đó. Họ và con cháu họ sẽ sống và hồi hương. Ta sẽ mang họ về từ xứ Ai Cập và gom họ lại từ Assyria. Nhưng vì không đủ chỗ nên ta sẽ mang họ đến Gilead và Liban. Họ sẽ đi qua biển khốn khổ. Ta sẽ dẹp yên các lượng sóng biển. Sông Ninh sẽ khô nước. Ngài sẽ triệt hạ lòng kiêu căng của Assyria và tiêu diệt quyền lực của Ai Cập. Đối với các quốc gia khác, ta sẽ khiến dân ta thêm mạnh và họ sẽ sống theo như lời ta phán. Chúa phán vậy.